Trân Công Chúa, một trang quốc sách thiên hương vì giang sơn tổ quốc, hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình để quốc gia mở rộng thêm bờ cõi, vui hưởng cảnh thái bình. Dưới đời vua Trần Anh Tôn, Chế Mân, vua nước Diêm Thành đang thời cực thịnh, quân lực hùng hậu đe dọa cả phương Nam nước ta. Năm 1306, Huyền Trân Công Chúa gạt lệ chia tay người yêu Trần Khắc Chung, dâng lệnh vua lên đường qua Chiêm Thành làm vợ Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô, châu Rí và đem lại hòa bình cho nước nhà. Khi vua Chiêm Thành Chế Mân chết, vua Trần Anh Tôn sai Trần Khắc Chung qua Chiêm Thành phúng điếu. Và trong những giờ phút bất ngờ, Trần Khắc Chung đột ngột đưa người mình yêu Huyền Trân Công Chúa trở lại quê xưa, mở đầu thiên tình sử ca lóng lánh trác tuyệt. Trước mắt quý vị và các bạn là đôi loa Victor Zero 5 đã nhiều lần giới thiệu đến quý vị và các bạn. Nó rất phù hợp để nghe những thể loại nhẹ nhàng, mộc mạc, chi tiết, tách bạch như thế này. Quý vị có nhu cầu mua đôi loa Victor Zero 5 này, hãy gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Vời chuông núi ngàn khúc từ ly biệt cố nhân. Quý vị và các bạn đang nghe ca khúc Huyền Trân Công Chúa với giọng hát của danh ca Hoàng Oanh. Bài hát này kể về một câu chuyện có thật trong lịch sử của nước Việt chúng ta. Ở thế kỷ thứ 14, ở phía nam của nước Đại Việt là đất nước Chiêm Thành, đang ở thời kỳ cực thịnh, binh lực hùng hậu và dưới sự cai quản của vua Chiêm Thành là Chế Mân. Sử sách có ghi chép lại rằng vào những thời điểm nhà Trần suy yếu, quân của Chiêm Thành thường xuyên xâm lấn bờ cõi của Đại Việt, gây ra những cảnh cướp bóc, giết chóc. Tương truyền quân của Chiêm Thành đi vào Đại Việt như đi vào nơi không người, bắt cóc phụ nữ, giết chóc, cướp của, đốt phá làng xóm, gây ra sự căm hận tột độ của người Đại Việt. Và các triều đại phong kiến quyết tâm diệt trừ bằng được Chiêm Thành để bình ổn bờ cõi. Quý vị nên nhớ, đây là sự thật lịch sử. Chúng ta với tư cách là những người sống thời đại ngày hôm nay, chúng ta tôn trọng lịch sử và phải nói đúng sự thật của lịch sử. Và điều này đã được các sử gia, những người nghiên cứu về lịch sử công nhận, ghi chép lại trong sử sách. Đầu thế kỷ thứ 14, vua Trần Nhân Tông khi qua đời, đất nước Chiêm Thành đang thời kỳ hùng mạnh. Và để thực hiện kế sách bình yên và giúp cho nhân dân sống trong cảnh thái bình, tránh được cảnh chiến tranh loạn lạc, triều đình nhà Trần đã thực hiện kế sách, đó là cử nàng Huyền Trân Công Chúa, con gái của vua Trần Nhân Tông và là em gái của vua Trần Anh Tông. Huyền Trân Công Chúa vì quốc gia dân tộc, vì sơn hà xã tắc, phải chấp nhận hy sinh hạnh phúc của cá nhân, không được lấy người mình yêu mà vâng mệnh triều đình, vào Chiêm Thành làm vua của Chế Mân. Có lẽ không ai đau đớn hơn chính Trần Khắc Chung,
vị tướng quân dưới triều nhà Trần và đem lòng yêu thương Huyền Trân công chúa. Một năm sau, vua Chế Mân của Chiêm Thành băng hà thực hiện nghi lễ ngoại giao, triều đình nhà Trần sai tướng quân Trần Khắc Trung vào Chiêm Thành cúng viếng. Trong giờ phút quyến luyến bất ngờ, Trần Khắc Trung đưa Huyền Trân công chúa lên thuyền và vượt biển trở về Đại Việt. Theo sử sách của Đại Việt ghi chép, việc đưa Huyền Trân công chúa trở về Đại Việt là nằm trong ý đồ của triều đình khi cử Trần Khắc Trung đi viếng vua Chiêm Thành. Nhưng cũng nhiều người không đồng ý và cho rằng dưới xã hội phong kiến, người phụ nữ chịu áp lực bởi tam tòng tứ đức thì việc đưa Huyền Trân công chúa hồi hương hoàn toàn do sự tự phát của tướng quân Trần Khắc Trung. Nhưng dù lý do nào đi chăng nữa thì đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Việc Huyền Trân công chúa hy sinh hạnh phúc của cá nhân mình đã giúp cho Đại Việt của chúng ta, bách tính thiên hạ được sống trong cảnh yên ổn và đất nước được mở rộng thêm bờ cõi bằng hai châu Âu và châu Lý, tức là toàn bộ vùng đèo Hải Vân trở ra đến Thừa Thiên Huế và đến Quảng Trị ngày nay, nó thuộc châu Âu và châu Lý của Chiêm Thành trước đây. Và Chiêm Thành đã tự nguyện cắt phần đất đó cho Đại Việt để đổi lấy việc Huyền Trân công chúa vào làm vợ của vua Chế Mân. Sau thế kỷ thứ 14 thì sử sách của Đại Việt hầu như còn không còn nhắc đến Chiêm Thành nữa, và đó là một sự thật lịch sử. Quy luật của xã hội là có phát triển, có diệt vong, có thịnh, có suy, không có gì trường tồn cả. Sau khi trở về Đại Việt thì Huyền Trân công chúa đã xuất giá đi tu. Dù sao đi nữa thì chúng ta có điều kiện để được nghe câu chuyện lịch sử này và được nghe một ca khúc rất có ý nghĩa. Đặc biệt là ca khúc này được thể hiện qua giọng hát của Hoàng Oanh và nó được tái hiện xuất sắc qua đôi loa Victor Zero 5 trước mặt quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua bộ sản phẩm này, hãy gọi lòng vui lòng gọi điện cho Cương Audio Lai Châu 0918 099 388. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip này.